Vâng, xin mời các bạn tiếp tục quay trở lại với nhà thi đấu bóng chuyền hơi trường Đại học Nguyên Giáp để chứng kiến trận đấu thứ 6 trong buổi sáng ngày hôm nay. Trận đấu sẽ tranh giải 3. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì có 4 câu lạc bộ tham gia thi đấu. Câu lạc bộ chủ nhà bóng chuyền hơi trường Tiểu học Nguyên Giáp đã vượt qua trận coi như là chung kết với Tiên Lãng Hải Phòng và giành chức vô địch. Tiên Lãng Hải Phòng sẽ giành giải nhì. Còn bây giờ sẽ là 3-9-1 của Tứ Kỳ sẽ gặp Quốc Huy Cao để phân định xem đội nào sẽ giành giải 3. Bóng ra ngoài 4-0. Bóng sang ngay. Hai đội đang thăm dò chiến thuật của nhau. Bóng chạm tay chắn ra ngoài. Tỷ số lúc này là 5-0 dành cho 3-9-1. Bác về xem TV nhé. 6-0. Đội trưởng Lê Mạnh Thắng đang điều chỉnh đội hình. Lê Đức Thịnh vào sân. Và trên sân lúc này có hai anh em ruột, Lê Đức Thắng và Lê Đức Thịnh. Còn 9 năm nữa là tròn 70 tuổi. Anh rất khỏe. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho Huy Cao 2-8. Lại một pha đập bóng mạnh nữa nhưng vẫn ra ngoài. Tỷ số là 3-8. Điểm cho 3-1, 9-3. Quá đẹp. Bóng trong sân. Tỷ số là 4-9. 4-9 cho Phi Cao. Bỏ nhỏ rồi. Bóng dính tay. Tỷ số là 10-4. Bóng xoáy. Có lên nhưng ơi. 11-4. Quá rồi, quá rồi, quá đi, quá rồi. Một.
cầu thủ Hồng Nhung vẫn còn thừa năng lượng. Rất hữu hảo là một pha bóng ra ngoài. 6-11. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. 12-6. Alo. Vị trí ở trong tay đội tuyển đẹp ơi. Vị trí số 5 là 14. Phát bóng là 14, điểm 14. 14-6. Trọng tài quên không lần. Đánh bóng ra ngoài. 15-6. Điểm cho 391, 17-6. Không nỗ lực nhưng mà không thành công. 7-17. Điểm cho 391, 18-7. Phát bóng ra ngoài. 8-18. Điểm cho Quý Cao 10-18. Quý Cao cố lên. Phát bóng ra ngoài. 9-10. 19-10. Điểm cho Quý Cao 11-19. Bóng ngoài sân. Trọng tài xác định ngoài sân. 12-19. Điểm cho Quý Cao 13-19. Chuỗi địa điểm liên tiếp. Và đặt bóng tốt. 14-19. Tỷ số lúc này là 15-19. Đội 391 gợi ý đội trưởng Đào Thị Hải Yến đang động viên các cầu thủ cố lên. Thank you.
thi thuật 16, 19. Đấu chắn thì ta được quyền chạm hai lần. Hồng Nhung rất tích cực. Thắp bóng ra ngoài. Bóng trong sân. Trọng tài xác định trong sân. 20-16. An điểm. Vâng, kết thúc. 21-16. Kết thúc hiệp 1. Hai đội sẽ đổi sân để thi đấu xét đấu thứ 2. Giành chiến thắng. Tỷ số lúc này là 1-0. Nếu mà 3-1 thắng tiếp trận hiệp thứ 2, xét đấu thứ 2 thì là xét đấu cuối cùng của buổi giao lưu ngày hôm nay. Hai đội tiếp tục thi đấu xét đấu thứ 2. Quý Cao phát bóng. Vẫn còn. Và đánh bóng hay quá. Như vậy là trên sân đang diễn ra trận đấu thứ 6 của 3-1 tức thì và câu lạc bộ phố Quý Cao. Nếu kết thúc ở trận đấu thứ hai này thì sẽ là kết thúc các trận đấu của các câu lạc bộ trong buổi giao lưu chuyển hơi năm nữa ngày hôm nay. Sau khi các trận đấu kết thúc, ban tổ chức xin kính mời các cầu thủ của các đội các câu lạc bộ sẽ ở lại để ban tổ chức trao thưởng. Và sau phần nội dung trao thưởng của ban tổ chức thì sẽ là một buổi giao lưu liên hoan với các câu lạc bộ ngay tại địa điểm của nhà trường. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin thông báo đến tất cả các câu lạc bộ, các cầu thủ và các cổ động viên. Điểm cho câu lạc bộ 3-1 3-4. Tập bóng tốt. Anh thông minh thế. Điểm cho Phố Kỹ Cao 5-3. Các đội cố lên. Tập bóng rất tốt. Điểm cho 3-1 tức kỳ. Kéo quá nhưng mà bóng vẫn qua lưới. Tỷ số bây giờ là 5-0. Đẹp quá. Trên sân của chúng ta quan sát cầu thủ Lê Mạnh Thắng rất là khéo léo. Anh không những là cầu thủ mà còn là chủ nhiệm câu lạc bộ và huấn luyện viên của câu lạc bộ Phố Quý Cao, và cũng thể có tinh thần nhiệt huyết để xây dựng phong trào bóng chuyền hơi của câu lạc bộ Quý Cao. Không được bóng phát không qua lưới.
đổi điểm cho ba chi môn tứ kỳ 6-7. Không được. Tỷ số cân nặng là 7 đều. Bóng đập không qua lưới, điểm cho tỷ số bây giờ đang là 8-7 nghiêng về đội câu lạc bộ 391 của Tứ Kỳ. Bóng tốt, điểm cho Phú Việt Nam 8 đều, rất hay. Đổi điểm cho 3-1 Tứ Kỳ 9-8. Với giải đấu mà có 6 trận đấu liên tiếp, điểm cho câu lạc bộ 3-1 Tứ Kỳ 18. Tập trung vào lưới, điểm cho Phú Quốc Cao 9-10. Một giải đấu mà có 4 câu lạc bộ tham gia có chất lượng chuyên môn cao, trọng tài Nguyễn Thanh Sinh rất vất vả trong việc bắt trọng tài giữa các trận đấu, nhưng với lòng nhiệt huyết thì anh đã mang đến cho buổi giao lưu ngày hôm nay một cái trình độ chuyên môn bắt trọng tài rất đỉnh cao. Tỷ số bây giờ là 12-9 nghiêng về 3-1 Tứ Kỳ. Tốt. Tập bóng tốt. Điểm cho câu lạc bộ 3-1 Tứ Kỳ 13-9. Câu lạc bộ Phú Thứ Cao cố lên. Rất tốt. Cầu công của câu lạc bộ Phú Thứ Cao đập bóng hiệu quả. Hay. Đập bóng tốt. Điểm cho câu lạc bộ Phú Thứ Cao 11-13. Cao 12-13, tỷ số đang sắp được san bằng. Điểm cho câu lạc bộ 391 Tứ Kỳ 14-12. Điểm cho Phú Thứ Cao 13-14. Điểm cho câu lạc bộ 391 Tứ Kỳ 15-13. Thưa toàn thể các cổ động viên, điểm cho Phú Thứ Cao 15-15. Theo lời mời của ban tổ chức thì hiện nay trên sân có một đại biểu là thầy giáo Nguyễn Đức Quân, cố vấn của tổ trọng tài cũng có mặt trên sân để theo dõi và cổ vũ cho giải đấu. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự có mặt thầy giáo Nguyễn Đức Quân. Chỉnh như rồi, có lúc ngủ là cũng chỉnh thôi. Tỷ số trên sân bây giờ là 16-14 nghiêng về câu lạc bộ 391 Tứ Kỳ.
Chuẩn quá lắm. Vũ Vi Cao 15-16. Bóng tập trong sân hiệp cho câu lạc bộ Phá Chính một chút kỳ. Tỷ số bây giờ là 17-15. Câu lạc bộ Phố Vĩ Cao cố lên. Đồng bóng tốt hiệp cho câu lạc bộ Phá Chính một 18-15. Cầu thủ công số 93 của câu lạc bộ Tứ Kỳ bỏ bóng rất tốt. Hay hay quá, bóng đã đi ra ngoài. Hiệp cho câu lạc bộ Phố Vĩ Cao 16-19. Câu lạc bộ Phố Vĩ Cao cố lên. Điểm cho Phố Vĩ Cao 17-19. Tỷ số sắp sửa được sang bằng. Hai đội cố lên. Chuyền hai của Phố Vĩ Cao đã phát bóng không qua lưới. Điểm cho câu lạc bộ 3-1 Tứ Kỳ 20-17. Trực tiếp và kết thúc trận thi đấu thứ 6 trong buổi sáng ngày hôm nay mà đã tìm ra đội giành chiến thắng như thế này trong sau đây ban tổ chức 391 thị trấn xin mời các đội bóng giải lao chút ít và tổ